Thanh Tâm, công nhân chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và giáo sư Bành Lệnh Viên, công nhân tổng bí thư chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc giao lưu với sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội. Lãnh đạo Đại học Quốc gia Hà Nội chào mừng hai công nhân đến thăm, giao lưu với sinh viên nhà trường, giới thiệu khái quát tới hai công nhân về nhà trường và các chương trình hợp tác giáo dục giữa Đại học Quốc gia Hà Nội với các đối tác Trung Quốc. Trong buổi giao lưu, hai công nhân đã nghe các sinh viên đang theo học các chuyên ngành tiếng Trung Quốc thể hiện tình cảm, sự hiểu biết của mình về đất nước Trung Quốc và tình hữu nghị Việt Trung, bày tỏ ấn tượng trước tài năng của các sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội. Giáo sư Bành Lệnh Viên nhấn mạnh các sinh viên Việt Nam rất thông minh, cần cù và hiểu biết, cho rằng các buổi giao lưu, trao đổi cán bộ, giảng viên và sinh viên giữa Đại học Quốc gia Hà Nội với các đối tác Trung Quốc là phương thức hiệu quả, đồng thời mong muốn tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động này. Giáo sư Bành Lệnh Viên nhấn mạnh tình hữu nghị giữa hai nước Việt Nam, Trung Quốc có thể bắt đầu từ các bạn sinh viên và chính các em sẽ là những người thắt chặt hơn nữa tình hữu nghị của nhân dân hai nước.